bán xăng cho phụ nữ và cái kết. Rồi. Ủa đây chị ơi. Ủa không phải đây chị, mới trước có một tí rồi. Nào hãy cùng xem chị thể hiện đi. Chị làm gì đây? Đánh ngái, đánh ngái. Ui rồi, rồi, rồi. Yeah. Ui. Sức hết mặt bên trái, bên phải rồi. Ôi, ôi trời, đến này vẫn bình thường. Sao? Nào, làm gì đây? Xe rất đẹp. Ui. Định mở cổng rồi. Không mở được cổng rồi. Không lo, không lo. Không sao. Nào, chỉ làm gì tiếp theo đây? Ui, ui, rồi. Ôi trời ơi, lái điểm ngay gì đâu mà. Quá là điều bình thường luôn. Chị mà lái xe thì nha, tránh cho xa ra. Đừng để chị phải nóng.